Tớ xin chào các cậu. Hôm nay tớ sẽ cho có một cái nhân vật mới ấy ở đây nè. Đây là Warmachine Butter. Nó rất là mạnh luôn. Tuy mà nó như hơi buồn nhìn ở đằng sau của nó nè. Nó là một người ở trong đang điều khiển. Đấy là nó như là sức mạnh khủng lồ. Nó hơi nhỏ, nhưng giờ mình quay bằng điện thoại vì hôm qua ấy mình quay thì con Butter khổng lồ. Hôm nay tớ sẽ quay con Warmachine Butter mini. Rồi ấy nó ở đằng sau một mấy số là 0045. Với cả chân nó khác nhau, tay nó cũng khác nhau. Tay nó có một cái bắn laser nè. Đây nè, bắn laser. Lúc nó bay được ở sau lưng như này, lỗ này là chỗ bay của nó. Lúc như nó có cái chân nó này, có hai cái càng này để cầm đồ vật. Nó nhá có cả màu đỏ, đây còn bay được một tít đây, bay víu. Vài đứa thân của mẹ tớ. Với cả ơi, nó siêu mạnh luôn. Mạnh nhất ở cái loại hút bất tơ. Nhưng không mạnh bằng cái con cao kia. Chân nó giỏi quá. Chân này còn gắn nè. Mẹ thế. Lúc nhớ nó hai cái càng này còn làm được bắn là súng ấy. Ê, nó bay víu ở nhà này. Lúc nhìn nó quá là đẹp luôn nha. Trời ơi, tớ sáng tạo ra nó thấy nó rất mạnh. Cái con Warmachine này rất thích ai mà làm cho nó cái con hút Butter này đấy. Quả nó thích lắm luôn. Thì giờ bye bye nha.